Rồi, sau đây giải thích về depolarization và repolarization. Depolarization là quá trình sạc điện của tín hiệu điện. Thường ở trong cái màng tế bào, khi tế bào cơ tim á, nó phân ra làm hai loại tế bào là tế bào truyền tín hiệu điện và tế bào co cơ của cơ tim. Đó. Thì cái quá trình depolarization này là sạc điện của tế bào về tín hiệu điện ha. Tín hiệu điện khi nó sạc đủ nhiều để nó đủ nhiều đến mức là nó thể truyền tải qua cái tế bào cơ tim á, thì lúc này thì cả quá trình đó người ta gọi là depolarization. Sạc đủ điện khi mà tế bào điện này nó tích hợp đủ điện dương, đủ điện dương rồi, đẩy nhiều lên, dương nhiều lên. Quá nhiều rồi bắt đầu nó đẩy qua cơ tim để nó truyền bớt qua. Thì lúc này xuất hiện cái quá trình gì? Quá trình ở đây là co cơ. Quá trình co cơ của cơ tim mà cụ thể là co cái tâm nhĩ. Đây kết quả. Kết quả của quá trình tích lũy điện người ta gọi là electrical potential nè, của cơ tim nè, khi tích lũy đủ nhiều. Đó, toàn bộ quá trình này là giống như mình nói năm nay là quá trình sạc điện á, sạc điện đủ nhiều. Thì cái kết quả là cơ tim co. Mà cơ tim của khu vực nào? Cơ tim này là của khu vực tâm nhĩ, hai cái tâm nhĩ này. Thì so với điện tâm đồ người ta đo được cái khoảng pi wave. À vì nó co bóp nhẹ đoạn pi wave. Đó lên cái xong. Rồi, sau khi nó co bóp nhẹ xong, cái tín hiệu điện đó nó sẽ được, một á, là nó truyền tải xuống cái tâm thất, và hai nó sẽ tích hợp ngược lại. Sau khi truyền xuống xong, một phần nhỏ nó sẽ được đi lại trên SA node này, được E node này. Nhưng do nó bị lu mờ, bởi vì sao? Bởi vì ngay lập tức sau đó một nhịp là cái tâm thất nó sẽ co. Tâm thất co thì cả quá trình co của tâm thất đó cũng là depolarize nè, tức là tích không điện. Phải co, nó là giãn chứ, giãn chứ sao lại co? Giãn đâu không? tích lũy điện để nó co bóp, để nó đẩy máu mà em. À, tích lũy điện nó co bóp chứ chưa có co. Đang là quá trình sạc điện, nó tích lũy điện để cho cái tâm thất nó co được. À thì lúc này cái tâm thất cũng gọi là tích điện nè, tích lũy điện, electrical potential nè. Thì quá trình tích lũy điện này người ta gọi là depolarize ở cái tâm thất, hồi nãy là ở tâm nhĩ, còn bây giờ là ở tâm thất. Và kết quả khi sạc điện đủ nhiều, đủ dương, nó sẽ giúp co tâm thất. Kết quả là co cái tâm thất, co tâm thất để đẩy máu đi ra cơ thể, đi vào phổi, đi ra cơ thể. Đó, co tâm thất. Rồi, cả hai quá trình mà tích đủ điện và co, tích đủ điện và co, người ta đều gọi chung là depolarization. À, là depolarization. Rồi, vậy cái repolarization này là gì? Thì cái đó khi mà cái tâm thất nó co xong, tưởng tượng tín hiệu điện đi truyền xuống và nó đi ngược lên lại SA node, đi ngược lại tính SA node. Đó, sau khi nó lan tỏa hết cơ tim, đi ngược lại SA node để sạc điện lại trên cái điểm nguồn. Thì những cái điện mà đi ngược lại này á, người ta đo được là cái tín hiệu T wave. Người ta đo được tín hiệu là T wave. À, nó còn có điện đi đang di chuyển trong cơ thể thì nó sẽ đo được cái tín hiệu điện này để cho cái làn sóng tiếp theo có thể bắt đầu tiếp. Đó thì cái đoạn T-wave thì cái này người ta đo được là do sau khi cái tâm thất nó bóp xong, nó tích lũy điện, nó co bóp xong, nó đi ngược về. Còn hồi nãy á, cái tâm nhĩ sau khi nó co bóp xong, nó cũng có cái quá trình này luôn, quá trình mà repolarization này nó cũng có luôn. Nhưng mà vì sao chúng ta không đo được? Vì lúc này khi mà nó vừa co bóp xong, nó sạc điện ngược lại cái điểm SA node á, nó không có xuất hiện trên cái biểu đồ này vì nó đã bị lấn át bởi cái lần bóp tiếp theo của cái tâm thất rồi. Nên chúng ta chỉ thấy cái đường mạnh này đi lên thôi, chứ nó không có còn cái chúng ta không thấy được trên cái biểu đồ là cái pha sạc điện của nó. Cái giai đoạn mà repolarization này á, cái quá trình mà sạc ngược lại cái điểm nguồn á, nó không xuất hiện trên cái điện tâm đồ vì nó đã bị lấn áp sau cái quá trình co bóp của trong cái quá trình co bóp của tâm thất rồi. Đó. Nên vì vậy cả khi mà tâm nhĩ và tâm thất co bóp đều có hai cái này, đó là depolarize và repolarize luôn. Đó, vừa có sạc điện và vừa có gọi là hồi điện lại luôn á. Vừa có sạc điện đến dương và co bóp và có quá trình hồi điện lại cái điểm nguồn. Cả hai cái đều có. Nhưng mà chúng ta không đo được cái của tâm nhĩ vì nó đã bị lấn át bởi cái khoảng mà
QRS, tức là của cái đoạn tâm thất nó co bóp rồi. Thì giải thích cho, vì cái lý do đó, giải thích cho câu hỏi dưới này. Người ta hỏi là trong cái quá trình gì xảy ra trong cái đoạn QRS, trong cái điện tâm đồ, đoạn QRS này. Thì trong đoạn QRS là quá trình sạc điện cho đến dương để xuất hiện co bóp ở tâm thất. Ha, là quá trình depolarization ở tâm thất. Thì mình kiếm depolarization tâm thất. Đây, số 4 mình có nè. Số 4 có. Rồi, cái gì nữa? Rồi, nó có repolarization luôn. Nó có repolarization của cái tâm thất. Của tâm nhĩ. Đúng rồi, nãy lộn. Nó có repolarization luôn của tâm nhĩ. Vì sao? Vì lúc này cái tâm nhĩ nó vừa co bóp xong. Nó vừa co bóp xong mà nó bị ẩn cái đường sóng của nó dưới cái QRS này rồi. Nên nó có quá trình sạc điện ngược lại cái điểm nguồn của tâm nhĩ luôn. À, có quá trình hai cái đó song song với nhau. Sạc điện ngược về cái điểm nguồn của tâm nhĩ và cái quá trình sạc điện lên dương để thực hiện co bóp của tâm thất là toàn bộ cái đoạn QRS này. Nên chúng ta chọn đoạn chọn 2 và 4. Còn tại sao không có cái không chọn cái đáp án D? Vì đáp án BD nó có đoạn số 3. Số 3 là sạc điện ngược về mà của tâm thất. Thì cái đoạn điện ngược về này chính là cái đoạn T-wave hồi nãy, cái đoạn T-wave nãy. Thì nó không nằm trong đoạn QRS này. Đó, chốt lại là nó không nằm trong QRS này. Nên chúng ta không có quá trình repolarization của tâm thất. Đó. Rồi vậy thôi. Ok, clear chưa mọi người? Clear. Ok, rồi. Ok, hôm nay đến đây thôi. Bye bye. Okay. Chào mọi người. Ok, cảm ơn anh Phát. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.